Bên cạnh yếu tố gia đình và tuổi tác, chế độ dinh dưỡng có liên quan mật thiết đến nguy cơ mắc bệnh tăng huyết áp. Một chế độ ăn cho bệnh nhân tăng huyết áp phù hợp cùng với lối sống lành mạnh sẽ là chìa khóa ngăn ngừa cũng như giảm thiểu triệu chứng bệnh. Nguyên nhân của tăng huyết áp vô can hiện nay vẫn chưa biết rõ, chiếm 90% trường hợp. Trong đó, yếu tố gia đình và tuổi tác đóng góp vai trò quan trọng. Ví dụ như trong gia đình của bố mẹ, anh chị bị tăng huyết áp thì khả năng bạn có nguy cơ mắc bệnh cao hơn, đặc biệt khi bạn từ 50 tuổi trở lên. Ngoài ra, các yếu tố thuộc về dinh dưỡng, lối sống cũng có mối liên quan rõ rệt đến tình trạng huyết áp tăng cao. Thế giới thì người ta quan tâm nhiều đến huyết áp, và huyết áp thì có thể nói là 99% là không có căn nguyên. Thế thường là gọi là huyết áp, tăng huyết áp vô căn. Tăng huyết áp thì nó là một triệu chứng, nhưng không phải nó là một cái bệnh mà như người ta nghĩ là nó rất là nguy hiểm. Nhưng nó thực sự nguy hiểm nếu như người ta không quan tâm đến nó. Mặc dù nếu huyết áp thì bạn kiểm soát được ngay từ đầu, thì bạn có thể sống chung với nó suốt cả cuộc đời này. Nhiều nghiên cứu cho thấy trên cơ địa người có yếu tố di truyền của bệnh. Nếu có chế độ ăn uống và lối sống phù hợp thì nguy cơ mắc bệnh giảm đi đáng kể. Ăn chế độ ăn ít kali, ăn nhiều dầu mỡ và đồ béo. Chính vì vậy thì người ta đã có một cái chế độ ăn gọi là chế độ ăn địa trung hải dành cho những bệnh nhân về tim mạch. Đó là một cái chế độ ăn mà có nhiều rau, nhiều hoa quả, nhiều chất xơ. Bởi vì rau, hoa quả và chất xơ sẽ cung cấp cái lượng kali rất là phong phú cho người bệnh. Và khi mà bệnh nhân ăn nhiều rau, hoa quả và chất xơ thì cái cholesterol máu của bệnh nhân thường sẽ được ổn định hơn, cũng như là cái tình trạng huyết áp của bệnh nhân sẽ ổn định hơn nếu như bệnh nhân có được bổ sung kali từ cái chế độ ăn uống. Chế độ dinh dưỡng đóng một vai trò rất lớn quyết định xem bạn bị huyết áp cao hay huyết áp của bạn ở mức bình thường. Cách tốt nhất giúp bạn giảm huyết áp chính là chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Vậy trong khẩu phần ăn của bạn nên giảm các loại thực phẩm chứa chất béo, natri và hạn chế uống các đồ có cồn như rượu, bia. Theo đó, một chế độ dinh dưỡng phù hợp cho người huyết áp cao là nên bổ sung những thực phẩm giàu magie, kali và canxi. Nhìn chung, bạn nên ăn những đồ ăn giàu protein chứa ít chất béo, các loại ngũ cốc, trái cây và rau xanh. Rau cần tây có tính mát, vị ngọt, đắng, có tác dụng tỉnh não kiện thần, thích hợp với các bệnh như tăng huyết áp, đau đầu, mất ngủ và tiểu đường. Bên cạnh đó, rau cần tây còn rất giàu vitamin P, có tác dụng tăng cường hiệu quả của vitamin C trong công cuộc hỗ trợ làm giảm huyết áp và giảm mỡ máu. Còn rau rút thì lại có tính hàn, vị ngọt có tác dụng rõ rệt trong thanh nhiệt lợi tiểu, tiểu thủng, giải độc. Đặc biệt, rau rút rất tốt với người bị bệnh tăng huyết áp. Trong rau rút có chứa chất polysaccharides có tác dụng hạ huyết áp và phòng chống ung thư. Còn hành tây thì lại có vị ấm, vị cay, có tác dụng trong việc hỗ trợ điều trị bệnh tăng huyết áp, tiểu đường và mỡ máu. Cần tây, hạt bí ngô, cà rốt, cà chua, xà lách, mướp đắng chứa rất nhiều vitamin, chất khoáng, giàu chất xơ, giúp giảm cholesterol, giảm lipid và đường huyết, tốt cho bệnh cao huyết áp. Mức sống của con người đã được nâng cao rất nhiều, đặc biệt là về chế độ ăn uống. Vị giác tuy được thỏa mãn, nhưng nhiều bệnh nhân mãn tính cũng kéo theo, và cao huyết áp là một trong số đó. Trong cái hành ấy, nó có rất nhiều cái thành phần rất quý. Một tức là nó rất giàu vitamin A, vitamin C, vitamin K. Cái nhóm vitamin là nó tương đối giàu. Cái thứ hai tức là nó giàu khoáng chất, thí dụ như là canxi, phốt pho, magie là nó đều phong phú cả. Cái nữa tức là ngoài các cái khoáng chất, ngoài các cái ấy thì nó có cái thành phần cellulose, nó rất tốt. Và cái lượng nước của nó khá cao, nhất là ở hành tươi. Trong hành ấy, vì là nó có cái xuyên phưa và nó giúp cho cái tạo cái mỡ là HDL. Cái mỡ này là mỡ tốt và nó lưu thông ở trong máu được tốt. Cho nên là nó lại giảm các cái tác dụng không mong muốn của cái mỡ xấu là LDL.
Thế là đối với mỡ là như vậy. Bên cạnh đó cũng có một số các loại thực phẩm có thể giúp bạn bảo vệ trái tim của mình, như đậu đen là loại ngũ cốc giàu folate, magie, chất xơ và đặc biệt là không có chất béo. Những chất này rất tốt cho việc giảm huyết áp, đường huyết và cholesterol. Cá hồi và cá ngừ với lượng omega 3, axit amin, chất chống oxy hóa vô cùng dồi dào. Hai loại thực phẩm này là trợ thủ đắc lực trong việc giảm lượng cholesterol và cân bằng các hoạt động của tim mạch. Quả óc chó. Óc chó được coi là loại hạt tuyệt vời dành cho trái tim và thành phần của các loại hạt này bao gồm axit béo omega 3, khoáng chất và nhiều loại vitamin khác. Cam. Cam cũng là loại quả tốt cho tim. Pectin có trong thành phần dinh dưỡng của cam là chất chống cholesterol hữu hiệu. Bên cạnh đó, cam cũng rất giàu kali, giúp kiểm soát huyết áp và chống oxy hóa. Cà rốt. Mặc dù hương vị của cà rốt khá ngọt, nhưng loại củ này lại rất tốt cho việc kiểm soát tiểu đường và làm giảm nguy cơ đau tim, giúp chống lại cholesterol xấu. Khoai lang rất giàu vitamin A, vitamin, lycopene và caroten giúp cơ thể cân bằng lượng đường có trong máu. Yến mạch không chỉ là loại ngũ cốc có tác dụng làm đẹp, yến mạch còn là món quà tuyệt vời cho trái tim của bạn. Hạt lạnh chứa chất xơ hòa tan, axit alpha-linolenic, một chất béo omega 3, hạt lạnh thường được y học sử dụng nhiều trong việc phòng ngừa và chữa bệnh tim mạch. Ớt bột. Trong thành phần của ớt có chứa các hợp chất axit phenolic, hợp chất này làm tăng khả năng miễn dịch và điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch, ngăn ngừa các nguy cơ tiểu đường. Cà phê. Mỗi ngày, bạn nên uống 1 đến 3 ly cà phê bởi cà phê sẽ giúp bạn tránh xa các bệnh tiểu đường và tim mạch. Tuy nhiên, với những bệnh nhân bị áp huyết cao thì nên thận trọng bởi chất caffeine sẽ kích thích nhịp đập của trái tim làm tăng huyết áp. Bà Trần Thị Tuyến ở Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội là người nội trợ trong gia đình, nên bà rất chú trọng đến chất lượng bữa ăn trong gia đình. Không chỉ chọn lựa những thực phẩm có lợi cho các thành viên trong gia đình bị tăng huyết áp, mà bà còn lưu ý những cách chế biến món ăn bổ dưỡng, ngon miệng, giữ lại những dược chất hoạt tính có lợi cho sức khỏe. Nấu cái món mướp đắng nhồi thịt ấy, thì trước hết là mình phải cho nước ngập cái miếng mướp đắng. Thế sau đó mình đun khoảng 10 phút để nó bảo đảm cái hương vị của mướp đắng. Thế mà nếu mà đun lâu quá thì nó sẽ bị miếng mướp đắng nó sẽ nhũn và nồng. Thế nếu mà cho đun ít thì thịt sẽ không bảo đảm chín và người tiêu dùng sẽ bị ảnh hưởng đến đường. Người ta cũng đã nói là cần tái cải dừa. Thế khi mà mình xào cần lên đi thì mình xào nó vừa chín tới. Thế sau đó là mình cho đậu vào và đảo đều nhẹ tay. Thế và như vậy là bảo đảm cái hương vị của cái mắm cần xào đậu. Thế là ta bắt ra là ăn nóng là ngay là ngon. Chế độ dinh dưỡng có thể ảnh hưởng đến huyết áp của bạn, cả tiêu cực lẫn tích cực. Những thực phẩm giàu muối, đường, chất béo bão hòa hoặc chất béo chuyển hóa có thể làm tăng huyết áp và gây hại cho sức khỏe tim mạch của bạn. Bằng cách hạn chế những thực phẩm này và thay thế chúng bằng cách lựa chọn lành mạnh, bạn có thể giữ huyết áp của mình ở mức ổn định. Một chế độ ăn uống đầy đủ trái cây, rau xanh, ngũ cốc và protein nạc có thể giúp cho sức khỏe của bạn cũng như trái tim của bạn luôn khỏe mạnh. Chúng ta thường hay cực đoan quá về một chế độ ăn.
đúng không? À, khi mà chúng ta thấy rằng là chúng ta thấy rằng là cái thịt đỏ làm cho xấu quá thì chúng ta không bao giờ ăn nữa. Cái đấy là chúng tôi nghĩ rằng là nó cũng không phải là quá tốt, hoặc là chúng ta thấy rằng là có những bệnh nhân thấy rằng là nghĩ rằng là tôi có mỡ máu cao, tôi sẽ không ăn một tí chất đạm nào cả, chúng tôi ăn hoàn toàn mỡ thực vật thôi, hoặc là toàn ăn rau thôi, một cái ví dụ toàn ăn rau, ăn đậu thôi, thì cái chuyện đấy cũng không phải là quá tốt. Chúng ta tức là cái khẩu phần ăn chúng ta phải đầy đủ các mức độ dinh dưỡng khác nhau để cho chúng ta giảm. Tôi nói là giảm chứ không phải là bỏ, hai cái đấy hoàn toàn khác nhau. Chúng ta giảm là chúng ta để cái khẩu phần ăn của chúng ta nó hợp lý, nó có từng cái năng lượng đủ, chúng ta có thịt, có rau, cũng có các chất khác. Tuy nhiên chúng ta giảm cái thịt đỏ thì chúng ta giảm đi chứ chúng ta không hoàn toàn bỏ. Tại vì thực ra nếu mà bỏ hoàn toàn, tức là chúng ta không có ăn chút thịt gì để chúng ta hy vọng chuyện mà chúng ta có thể giảm mỡ máu là không có. Tại vì chúng tôi cũng có các nghiên cứu, một số các nghiên cứu thậm chí là ở trong Huế họ cũng đã làm cái nghiên cứu, tức là xem tất cả những hàm lượng rối loạn mỡ máu ở những cái nhà sư, tức nhà sư họ chỉ ăn chay thôi, ăn rau, ăn đậu phụ thôi, thì người ta thấy rằng là những cái nhà sư đó khi mà chỉ ăn rau với đậu phụ xong cũng bị rối loạn mỡ máu, thậm chí còn nhiều hơn là người bình thường, tại vì cái vấn đề chuyển hóa nó làm cho rối loạn chuyển hóa cho nhà sư, vì vậy là người ta vẫn bị cái rối loạn mỡ máu mặc dù là người ta ăn chay thường, không có tí mỡ động vật nào cả. Để phòng ngừa bệnh tăng huyết áp, trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày cần phải hạn chế lượng muối ăn. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo lượng muối ăn tối đa trong chế độ ăn mỗi ngày là 3 gram, nhưng thông thường chúng ta ăn gấp đôi số này vì trong thức ăn có chế biến sẵn và các loại thực phẩm tự nhiên cũng có một lượng muối khoáng nhất định. Do đó chú ý hạn chế các thức ăn chế biến sẵn có nhiều muối. Giảm chất béo trong chế độ ăn uống. Người bị bệnh tim mạch nên giảm chất béo, tăng cường chất xơ, đề phòng bệnh lý tim mạch. Trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày cần phải hạn chế sử dụng chất béo với cơ cấu lượng mỡ dưới 30% tổng năng lượng, nhất là lượng chất béo bão hòa. Chất béo bão hòa cần hạn chế dưới 10% vì đó là nguyên nhân chính và trực tiếp làm tăng cholesterol trong máu, và làm cholesterol tăng cao là yếu tố gây nguy cơ hàng đầu chứng xơ vữa động mạch và bệnh lý mạch vành. Do đó cần phải thực hiện chế độ ăn giảm mức tối đa lượng cholesterol và phải thực hiện việc điều trị triệt để để tránh tình trạng tăng cholesterol. Tăng lượng chất bột chiếm 50% đến 55% tổng số năng lượng. Chất bột là chất cần gia tăng trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày, nhưng chỉ dừng lại ở mức 50 đến 50%. Loại chất bột có trong các loại trái cây, các loại rau, trái cây và hạt nguyên vỏ. Ngoài việc cung cấp tinh bột, nó còn chứa nhiều chất có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe như tim mạch, ung thư, chất chống oxy hóa. Hạn chế đạm ở khoảng 15% tổng số năng lượng. Theo các chuyên gia về dinh dưỡng, trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày của con người bình thường, chất đạm chiếm 30% khẩu phần, và đối với người mắc bệnh tim mạch, trong khẩu phần ăn lượng đạm chỉ nên chiếm 15% tổng nhu cầu năng lượng và cần phải tránh xa rượu bia.